Gia đình của Lily xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay là tối thứ sáu, là weekend. Gia đình của Lily mới đi nhà thờ ra và đói bụng quá, chạy từ nhà thờ đến cái khu gần tới khu Việt Nam thì có cái khu này rất là đẹp. Chạy thường ông xã với Lily chạy đến đây thấy nhà hàng này nhìn nó đã lắm nhưng mà chưa từng thử luôn á. Ở đây là nhà hàng Mỹ, còn bên kia là nhà hàng Nhật. Hôm nay mình sẽ thử nhà hàng Nhật rồi mình sẽ review cho cô chú anh chị và các bạn biết nha. Thì ở ngoài đó là đường Miêu á, mình chạy hướng này là khoảng 2 phút thôi thì là đến ngay khu Việt Nam, đến ngay phở 88 rồi nhà hàng Ánh Hồng rồi phở Hai Tô cũng là xuôi trên đường Colonial ngay đó luôn á. Thì ra sát bên này lúc nào cũng chạy ngang nhìn nó đẹp lắm mà chưa từng thử qua. Cho nên hôm nay là mới đi nhà thờ ra đói bụng quá thì thôi đi vô đây thử cho rồi review cho mọi người xem nha. Hôm nay mình sẽ ăn đồ Nhật. Không biết cái chắc đi hướng này ha nè. This way. Đó mình chạy từ nhà thờ hướng này, mình chạy đường nè, thấy đèn đẹp lắm. Đó thấy đây nhà hàng Mỹ nè. Gọi là gì? Bites Bubbles Restaurant and Bar. Có cái trên kìa, nhìn đẹp ha. Còn dưới nhìn nó rất là enjoy relax. Còn bên đây là nhà hàng Nhật, hôm nay mình sẽ thử nhà hàng Nhật nha. The front door is right here. Đâu? Ờ đây hả? Đi quay bên đây nữa nè, đẹp nè. Oh wow, ở trên đẹp quá. Quay ở trên nhìn đẹp chưa? Zoom lên, zoom lên. Nhìn nó đẹp. Wow, quá đẹp. Rồi, như đây ha. Hello. We have four. Outside, please. Do you need kids menu? Sure, yes. How about height? High, maybe at a lower. Okay. You want higher or lower? You okay with higher? Higher. Okay, they're okay with higher. Thank you. His kids menu. Please. Okay, thank you. His kids menu. No. All of them. All of them. Trời, I'm ngồi đây rồi. I'm sitting here. You're allergic to all of it? Yeah, all of it. It has something with it. Yeah. They have steamed rice. No. What are you doing? Have steamed rice. No, they don't. No, mommy. They don't have rice. It's just whipped rice. Whipped rice. Whipped rice. With rice? Yes. You can order a steamed rice. Okay, bây giờ Lily sẽ đi một vòng ở phía bên đây nha. Có cái quầy bar người ta làm sushi nè. It's awesome. Beautiful. Hello. Beautiful. And then you could probably just wide angle it, like put it up and go like right down in there. I think Mình nãy mình có order cái bộ hình cái tàu á, điện thoại họ sẽ để lên cái tàu. Nhĩ được ăn trước nè, nhĩ được ăn gà nướng với mì nè. Như thì là ăn cơm trắng thôi. Please. Chị Quang cũng chịu ăn gà, chịu đậu cơm trắng. Ăn gà đi con, please. Ăn cơm trắng không nhỉ? Không ai chị. Nữa. Trời ơi, chén ăn cái chưa từng có. Đi ăn gà. Giỏi quá. Giỏi quá. Use your fork. Use your fork. Mà làm gì cái mặt cái đã không? Ăn đi. Trời ơi, cô chú anh chị và các bạn, cái tàu mình không ngờ nó bự vậy. Cái tàu quá trời, cái tàu bự. Cái appetizer của mình là mực chiên.
My daughter too. Your daughter too. Body chicken fillet. Yeah. Mực chiên and sushi and sashimi. Sashimi. Nên thì xin mời cô chú anh chị và các bạn nha. Trời ơi, mình order cái loại rẻ tiền thôi, 50 mấy đồng. Cá sống với sushi á. Nhưng mà mình kêu nó để lên cái thuyền. Mà nó để cái thuyền to thì to luôn. To thì là to luôn. Nhìn hấp dẫn á, con à. Nhờ như ý quay giùm mommy, thank you. Nhớ ăn cái mực cái đã. This is good, dude. I like this. Very good. Cái gì vậy? Đó là cái gì vậy? Không biết mà ngon. Không biết được hả? Mực này ngon không? Ngon. Nó sốt. Cái này có gì biết. Cái sốt này sốt gì không biết mà cũng ngon. White sauce. Thấy vậy á. White sauce. Mực ngon á. Cái sốt thì béo. Cái mực nó thì giòn cũng mà. Dễ ăn. Ngon nha. Ngon. Đâu để cái lá lên sao? Cái bẻ lá chi vậy? Tại sao không thấy á. Sao không thấy? Thấy không? Như thấy không? Thấy đây nè con. Ok, bây giờ mommy thử ăn cho cô chú anh chị và các bạn xem sushi nha. Thế dạ dạ. Rồi. À, thử bí nha. Ngon. Good. Really good. Okay. Bây giờ mình ăn cái miếng cơm với lại miếng yêu là lương á. Is it close enough? It needs to be closer? It needs to be closer? Yeah, it's good. It's close? Okay. Nhi giỏi quá, thank you. Where can I stop? It's already 3 minutes. Ừ, đúng rồi anh. My dad hold it? Nhi đang quay phim gì mommy. Nhi giỏi quá, thank you. À, cho mommy thử chút xíu cho mọi người xem. Cái này là cá anh. À, cái này cá hết trơn mà nó làm giống như miếng chả vậy đó. Miếng chả? Cá sống á, nhìn giống miếng chả. Hồi xưa á, Lily không có biết ăn cá sống. Không bao giờ đụng tới cá sống luôn á. Mà bây giờ biết ăn này là thấy ngon. Nó không mùi vị mà nó sao á. Nó thấy ngon. Không mùi vị, không tanh cái gì hết. Nướng. Nướng hả? Chấm thịt thái kia vậy đó. Cá nướng nè. Cá nướng. Thấy giỏ nó, thấy giỏ nó nướng không? Hả, đúng rồi. Cá thầm ma chi á, ăn béo lắm á. Còn này cũng là cá này nè. Nhìn mình tưởng tượng như miếng thịt heo vậy đó. Như miếng thịt heo. Ngon. Hèn chi hồi xưa anh thích ăn cá sống. Mà em có nói yêu. Anh ăn kèm với rau lúc nào ngon. Hồi xưa anh ăn em mới nói yêu. Cái này anh nói ngon. Cái này bây giờ đích, nó rửa sạch lắm. Cái này là tí tô trắng à. Ăn rất là ngon. Bây giờ biết ăn rồi mới mà mới cảm thấy ngon. Đúng không? Cái lá tí tô trắng á, ăn rất là ngon. Kèm chung với rau. Em mới kèm chung thịt ăn chấm với tương rất là ngon. Ngon quá. Này cũng là cá sống đây nè. Mà nó nướng ở bên ngoài á, để cơm ở dưới. Rồi, ai mà chưa biết ăn sushi cá sống á
thử nha. Hồi đó Lily cũng sợ lắm, không dám ăn đâu. Mà bây giờ biết ăn rồi thấy ngon quá. Ăn ngon. Ngon quá. Ăn nó giống như, nó sực sực, nó giống như là chuyện sao ta. Giống như mình ăn rau câu vậy đó, sực sực. Nó xanh vậy đó. Cái gì vậy? Em ăn thử em biết cảm giác, nên nói cảm giác sao? Cá sống luôn hả? Cá sống mà làm cho kiểu của tôi không bỏ. Đối mang đậm ra được mùi gì? Ngon hả? Ăn chung ngay với xíu cá trắng nè. Ăn được cá sống này good rồi. Sao mang được hay vậy ta? Em hiểu. Em hiểu tại sao em ăn được, hồi đó em sợ lắm luôn á. Tự nhiên em thử rồi giờ em thích luôn. Ghiền hả? Ừ. That's why ghiền. Ghiền thì chưa đến nỗi ghiền. Nhưng mà ngon. Ăn ngon. Em ăn thấy khác mày có gì không? Ừ, nó giòn giòn. Em có gì không? Đố em á. Sesame oil. À, sesame oil hả? Trời ngon nha. Ngon chú anh chị ơi. Em kẹp chung với củ cải trắng nè. Ăn chung với củ cải trắng em kẹp nó chấm với nước tương rất là không cần chấm nước tương nó có sẵn rồi ăn chung nó ngon cái nào. Dí quay rồi mọi người. Thế Lì nói ăn. Thiệt á, ai mà chưa sợ chưa dám ăn sushi cá sống á thì nên thử nha, tại vì Lì xưa sợ lắm. Nên thử một lần là mê. Biết kìa em thử thốn à. Cô gái trắng. Cô radish ngon hả? Đó vậy Lì cũng không bao giờ ăn củ cải sống, à, củ cải trắng. Để vô súp cũng không đụng tới luôn. Củ cải trắng. Củ cải trắng. Em thấy củ cải trắng này nó khác cái gì không? Củ cải trắng nhà không? Khác, nó không có mùi hôi. Không có mùi. Biết sao không? Không nó rửa gắt là vừa nước. À. Nha. Ngon quá. Mommy em ai đơn. Nè. Bây giờ anh thử cái nào. Okay, bây giờ em thử cái nào. Thôi chỉ quan sát chứ. Em thử cái hành lá này nè, em thử cái hành lá này khác hành lá nhà mình là gì? Hành lá này hả? Hành lá đó, anh thử miếng hành lá thôi. Lấy hành lá trên thôi, em thử khác biệt là gì? Nó không có hăng hả? Đúng rồi đó. Đố em tại sao nó không hăng? Nó ngâm nhiều, lâu. Thằng Nhật á, hành lá nó sẽ hôi. Cho nên nó không có giờ bây giờ nó để hành lá mà hôi ăn chung với cá được. Hành lá nó phải là không có hôi. Nó có mùi hăng. Hành lá nó rửa rất là nhiều nước, nó dắt nước luôn á. Ông xã của Lily hồi xưa là làm nhà hàng Nhật. Bà đã từng làm chủ nhà hàng Nhật qua rồi. Chứ em biết rành nhiều này lắm. Cái ăn nó khác vậy, nó khác còn lá mình phải không? Rồi, được rồi, thank you. Để ăn xong rồi, let's đi, let's go. Bây giờ là cũng 10 giờ mấy rồi ha. Qua đây đi con, qua this way. Are you closing? Good how are you? Nhà hàng nó cũng đẹp ghê á. What kind of food do you sell here? So it's American style. The chef does a really good job of blending a whole bunch of different dishes. We have lots of like Italian, lots of French. French, Italian, like, American style. Yeah, okay. Some sushi type stuff. Like really? We have like a poke bowl right now. Oh, so a mixture of everything, huh? That's awesome. You close now? Oh, yeah. Yeah. Yeah, all right. We have to try this time. Next time, yeah, your restaurant. Tuesday through Saturday. Oh, okay. Alrighty. Thank you. Bye. Thấy đẹp trai nói chuyện. Xấu trai không thèm nói chuyện. Cái nhà hàng này á là nhà hàng vừa đồ Mỹ, có chút xíu sushi, rồi có đồ Pháp và đồ Ý nữa. Đẹp quá. Làm đẹp quá hả? Tên gọi là Bite Bubbles Restaurant and Bar. Lần sau thử có đủ thứ đồ hết trơn á, nó mixed everything. Rồi nhà hàng mà Nhật mình ăn nó gọi là kêu bằng cái tên kêu bằng gì anh? Yamasaka. Gì? Yamasaka. Yamasaka. Trời ơi. Ok. Cái đường này nè cô chú anh chị, mà nếu mình quẹo trái á mình đi nhà thờ, còn mình đi quẹo phải thì mình chạy khoảng 2 phút là đến phở 88, xong rồi mình đến cái đường Colonial thì ngay Ánh Hồng rồi phở hai tô rồi bún lò xua trong đó, tức là cái khu Việt Nam mình ngay đây luôn, sát bên.
Thunderbird. Cái khu này hả? Nó có nhà hàng. Ờ. Nó kêu là Mill Park. The Mill á. Yeah. Kêu là Mill Park. Ờ ok. Cái khu này gọi là Mill Park hả? Ờ. Mà này mà đi hoài, đi ngang, đi nhà thờ đi ngang hoài mà không có biết cái khu này luôn á. Không biết tên mà cũng chưa bao giờ quẹo quẹo vô đây hết trơn á. Đây cũng có market, có những mấy cái nhà hàng. Hả? À, có thêm nhà hàng bên kia nữa. Còn cái này giống như là, đó là nhà hàng nè. Ở trên giống như là condo á. Nhớ condo á. Đi con. Con baby. Đi con, let's go. Đi con. À, mình đậu xe ở trong parking garage. Giờ sẽ vô lấy xe. Nhưng mình thấy bên kia cũng có chỗ đậu xe nữa kìa. Ngay chỗ market đó anh. Có chỗ đậu xe kìa. Dạ, yeah, mình không biết. Mình yeah, cho nên mình đậu ở parking garage. Mommy, it's my iPad. Oh. Yeah. No quá. Ok, bây giờ mình chào cô chú, anh chị và các bạn đi con. À, con chào rồi. Chào cô chú. Cầu cô chú, cả ông bà. Ông bà. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem video của mình ngày hôm nay nha. Một cái video clip rất là ngắn thôi. Chỉ có đi vòng vòng đi ăn, đi lễ xong rồi đi ra ăn thôi. Đó, giờ thứ sáu là như vậy. Ok, Lily sẽ hẹn gặp lại cho cô chú anh chị và các bạn trong video kế tiếp nha. Rồi bye bye. Bye bye. Bye bye. Mười giờ mấy rồi, đóng cửa rồi. Mười mấy đóng cửa rồi. Đây cũng nhà hàng luôn. The gì? To steal handle. Why did you say buy and you said continue the video? To steal handle bar and lounge. Rồi mình ăn xong rồi, bây giờ mình đang ở trên đường Mills, đường Mills nó cross chứ đây đường Colonial á, cô chú anh chị. Đó, mình qua phở 88 chưa? Chưa. Rồi sắp tới. Sắp tới. Chị em chỗ kho fish em luôn nè. Uh-huh. Nhưng mà tối chỗ này người ta còn đi vòng vòng chơi. Yeah. Bây giờ là 10 giờ mấy rồi đó. Nè, bộ vòng chơi đi ăn xíu, ăn nhau. Yeah. Nhà hàng nhiều lắm. Đường Mills với lại đường Colonial, nhà hàng nhiều lắm. Nè, chỗ kho fish em nói nè. Người ta phải nè, không hợp xương. Có cái chỗ bán của Việt Nam mình bán crawfish với tôm đồ đồ xiên cua đồ á, mà người ta làm với sốt, mình ngồi mình ăn á, mình mua theo pound á. Đi thì chưa có ăn thử nữa, mai mốt. Đây nè bà Hiên. Mốt phải review. Bên ta phải em nè, đây là request mà Hiên. Dạ. Đó rồi cái đắt tiền á, thằng sư trắng á. Mai mốt phải review cho cô chú anh chị mới được. Thuốc Mỹ trong hơn ha. Thuốc Mỹ trong. Ngay đó ngay đầu đường luôn mà. Ờ. Đó, mà cái đèn đỏ kế đó mình là đường Colonial á. Cái đường Colonial ấy. Phở 88 này nè. Đó, phở 88. Ngồi nhóc giống nè. Thôi thôi. Đấy, đúng không? Ừ. Hay nghe nè. Yeah. Đây có gần bán bánh nè. Yeah. Ừ, mà cái khúc này không phải là khu du lịch đâu á, nhưng mà cũng đông, người ta 10 giờ mấy rồi. Cũng còn xe ở ngoài đường ăn quá quá trời luôn. Khu du lịch thì khỏi nói luôn. Tô còn open kìa. Ờ, ánh hồng phở hai tô còn open kìa. Vâng, à, rẽ cái xe đậu kìa. Ping pong. Khúc này, khúc Việt Nam. Hai bên đường. Mò lên cho mò lên cũng còn nhiều kìa. Đó, người ta cũng ăn nhóc ở trong đó. Ngồi ngoài nè.